Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho bạn về cái cách fix những cái lỗi khi các bạn upload app lên trên Play Store và bị reset do lỗi dataset hiện tại. Thì khi mà nó bị lỗi là split binder 1 thì hoặc là binder 2, binder 3, tất cả những cái lỗi này là do Google cập nhật trong cái thời gian hiện tại ha. Thì cái này các bạn không cần phải lo, các bạn vào ở trong cái Play Control của mình, chọn cái ứng dụng của mình, xong rồi chọn nội dung ứng dụng ha. Menu nội dung ứng dụng thì các bạn xem cần chú ý, thì trong phần này các bạn sẽ thấy được cái an toàn dữ liệu ha. Đây là cái giao diện của tiếng Việt, thì các bạn sẽ thấy cái phần khai báo nội dung ứng dụng trước kia nó sẽ có một cái bạn cần cập nhật ha. Thì các bạn click vào bắt đầu. Trong cái phần an toàn dữ liệu này á, thì đây là cái form trước đây mình có cập nhật rồi, nhưng mà bây giờ Google bắt phải cập nhật thêm. Thì chúng ta sẽ cập nhật thêm những cái gì để Google không bị reset? Thì trong cái phần này các bạn chọn ứng dụng thu thập thông tin là có, xong rồi ở phần phía dưới này nè, ứng dụng của bạn được hỗ trợ phương thức tạo tài khoản nào sau đây. Thì trong phần này Google nó đã cập nhật mới thêm những cái câu hỏi. Thì trong cái phần này á, là chúng ta có thể chọn tích chọn thêm cái ứng dụng của tôi không cho phép người dùng tạo tài khoản ha, như cái này này, đúng rồi. Khi các bạn click vào cái này xong thì nó có thêm ba cái câu hỏi nữa là ứng dụng của bạn rồi cách nào, các bạn chọn không ha, nhưng mà ở trong phần này bạn chọn không. Sau đó các bạn chọn tiếp theo. Sau khi các bạn chọn tiếp theo thì ở xuống dưới là thiết bị hoặc mã nhận dạng này, các bạn tích có này. Cái tiếp theo cái này cũng thiết bị này thì các bạn có thu thập, có chia sẻ. Nếu mà bạn nào mà chưa cập nhật cái này thì các bạn nhớ cập nhật cái này ha. Thì cái form này mình đã cập nhật rồi, nhưng mà còn thiếu một vài cái này đấy, là nó sẽ bắt cập nhật tiếp. Mình chọn tiếp theo, rồi sau đó mình chọn lưu. Trong phần này mình truy cập vào trang, rồi sau đó mình sẽ gửi nội dung để được xem xét, rồi click vào xong. Thì như vậy là chúng ta đã gửi được cái nội dung mình đã thay đổi. Và trong cái mục là cần chú ý của trong cái danh mục là nội dung ứng dụng, nó hết tất cả những cái mà cần cập nhật rồi. Thì như vậy thì chúng ta đã cập nhật xong cái policy, gọi là những điều khoản về dataset của Google Play hiện tại. Thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh Quốc Media để theo dõi thêm những cái video hữu ích tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.